Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Suzuki Giáp Bình Dương. Thì đây là cái chi nhánh số 6 của hàng Honda Giáp Bình Dương nha mọi người. Chi nhánh số 6. Nhưng mà nó là đại lý chính hãng của hàng Suzuki, nên là nhiều bạn cũng thắc mắc là cửa hàng mình bán xe tổng hợp hay gì mà vừa Honda vừa Suzuki. Thì ở đây là bên mình là đại chính xác của nó là đại lý chính hãng của Suzuki. Đó, bảo hành cho các bạn đầy đủ của hàng Suzuki luôn. Nhưng mà nó là chi nhánh của thằng hét Honda Giáp Bình Dương. Đó. Thì hôm nay mình sẽ đem đến các bạn một cái dòng quay RXX 2021 vừa cập bến tại cửa hàng bên mình đây. Có hai màu sắc rất là đẹp luôn ha, các bạn có thể nhìn thấy. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật giá bán. Giá bán của mình cập nhật cho các bạn là ngay tại thời điểm cuối tháng 11 năm 2020. Nếu như bạn nào đang có cái nhu cầu để mình mua chiếc xe này về để đi làm, đi học, đi chơi, Noel, Tết Tây, Tết Ta, đi về quê rồi nọ kiểu, thì đây là thời điểm tốt để các bạn mua chiếc xe này. Thời điểm tốt nha. Tại vì qua tháng 12 bắt đầu, qua tháng 12 từ từ giá xe nó sẽ tăng. Tết Tây, Tết Ta này nọ kiểu giá xe nó sẽ tăng, nên các bạn nên cân nhắc thời điểm sớm để mình đi mua xe. Và các bạn nào mà đi mua xe vào cái thời điểm đầu tháng, giữa tháng thì gặp mình ha, liên hệ gặp mình. Mình sẽ giảm giá cho các bạn chiếc xe này thêm 300.000 nữa, 300.000 ha. Nếu mà các bạn tới sớm thì sẽ còn phiếu giảm giá cho các bạn. Nếu mà các bạn tới trễ thì sẽ không còn ha. Đó, sẽ không còn phiếu đó cho các bạn giảm giá đâu. Và không phải ngoại trừ dòng xe này mình mới giảm đâu. Tất cả các dòng xe mình đều giảm giá các bạn. Tùy vào cái giá bán của từng chiếc xe, mình có thể giảm cho các bạn từ 300, 500 tới 800.000 đồng. Đó, nhưng mà phải đi sớm nha. Tại vì giới hạn của mình là chỉ có giới hạn thôi. Các bạn lưu ý. Rồi, đây thấy chiếc xe màu này đẹp không? Đây cũng là dòng xe RXX mới về bên mình, phiên bản mới. Nhìn rất là thể thao và nam tính, cực kỳ đẹp luôn. Một lát mình sẽ đi chi tiết cho chiếc xe sau. Bây giờ mình sẽ cập nhật giá bán để cho các bạn không phải đợi lâu ha. Thì giá bán của dòng xe Way RXX phiên bản bánh căm thân đùm có mức giá là 23 triệu đồng. Bánh căm thân đĩa có mức giá là 24 triệu đồng. Phiên bản bánh mâm thân đĩa có mức giá là 25 triệu 500 ngàn đồng. Đó, các bạn có thể cập nhật được ha. Rồi, thì nhiều bạn hỏi mình nè, bánh căm thân đùm là cái gì? Bánh căm thân đĩa là cái gì? Không biết phiên bản nào là phiên bản nào để có thể mà lựa chọn được chiếc xe. Đây đây, bánh căm người ta hay trong cửa hàng nó gọi từ chuyên dụng của nó hay đồng gọi là vành nan hoa. Thì đây gọi là bánh căm ha. Ở đây thắng đùm là không có cái đĩa ở đây, gọi là bánh căm thắng đùm. Đó là phiên bản, thường thường phiên bản bánh căm thắng đùm là phiên bản thấp nhất, phiên bản rẻ tiền nhất. Còn phiên bản bánh căm thắng đĩa thì ở chỗ này nó sẽ có cái đĩa, giống như vậy nè bạn, giống cái đĩa này nè. Đó, thì sẽ ở đây sẽ có cái đĩa và phiên bản mức tầm trung. Và thường thường á, cái phiên bản đắt tiền nhất là phiên bản bánh mâm thắng đĩa này đây, là phiên bản mắc tiền nhất cho dòng xe số ha. Đó, đây là phiên bản bánh mâm thắng đĩa, các bạn có thể nhìn thấy để phân biệt được nha. Đấy, rồi mình đã chỉ chi tiết cho các bạn xem được là bánh căm là thế nào, bánh mâm là thế nào, để các bạn có thể lựa chọn được cái phiên bản và cái dòng xe mà mình mong muốn mua. Xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 1,7 lít trên 100 km nha, 1,7 lít trên 100 km. Đó, các bạn có thể nhìn thấy được cái màu sơn, màu sắc của nó nè, đẹp không? Nó phối giữa là màu đen nhám, màu đen nhám mà đen này không phải là đen mung nha các bạn, nó là hơi đen xám xám. Đó, phối với lại cái phần màu bóng cũng là đen xám xám bóng. Đó, đây thấy đẹp không? Đây, phối với lại màu đỏ đô cực kỳ lạ mắt luôn ha. Đó, đây là phần bên hông bụng của nó đây, cho các bạn xem phần bên hông bụng của nó, thân hình của nó ha, rất là thể thao luôn các bạn, không thua gì với siêu út hết trơn nha. Đó, đó, logo thì là logo 3D được ghi chữ RXX màu đỏ lên rất là đẹp luôn. Nếu mà bạn nào thích độ xe thì mình có thể mua về mình lên một số đồ độ chơi cũng được. Thì cửa hàng bên mình á có lên cho những chiếc xe này, ví dụ như là cái phần bảo vệ đèn hậu phía sau. Đó, ở đây là phần ba ga và bảo vệ lốc máy. Đó, thì các bạn nào mà thích gắn thì mình có thể gắn, còn không thì không gắn cũng được ha. Và cái giá tiền nó cũng khoảng chừng 100-200 ngàn một cái thôi. Đó, ba ga thì khi các bạn mua xe nha, mấy bạn hay nhầm lẫn về vấn đề này lắm nè. Xe nguyên bản mình mua về là sẽ không có ba ga, các bạn lưu ý ha, nguyên bản mua về là sẽ không có ba ga. Và cái ba ga này mình gắn thêm là bên cửa hàng mình bán và gắn thêm nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu mua thì mình gắn thêm. Và cái đồ móc đồ này 25 ngàn cái các bạn, 25 ngàn cái ha. Các bạn nào muốn mua thì mình mua gắn thêm để tiện lợi cho mình. Đó, có nhiều bạn nhầm lẫn là mua xe là sẽ có sẵn ba ga, nhưng mà thực chất nguyên bản của một chiếc xe là sẽ không có ba ga. Đó, rồi, đây là phần mặt đồng hồ của nó nha.
quá đẹp luôn các bạn ơi. Nguyên một dàn mũ màu đỏ đô. Cái phần dàn mũ này các bạn, nó đã được bên Honda thiết kế lại làm tốt hơn, nên là nó sẽ giảm bớt cái phần chày xước trên chiếc xe ha. Rất là đẹp luôn. Mình lái một chiếc xe mà mình ngồi, mấy bạn có cảm giác được là nó đẹp không? Đỏ hoàn toàn ha. Mặt đồng hồ rất là thể thao luôn. Đây, ở đây báo cấp số nè. Cấp số, xi nhan hai bên đây, báo N ở đây, có pha đèn động cơ, xăng, ở dòng tốc độ. À, bên đây thì sẽ có nút công tắc, nút cốt pha nè. Kèn, xi nhan thì nằm ở dưới đây. Ở bên đây thì có nút đề và không có nút công tắc đèn nha mọi người. Đó, có thể là khi mà dòng xe này về mà không có nút công tắc đèn thì các bạn cũng khá là thất vọng. Nhưng mà không sao đâu. Bây giờ, hiện tại bây giờ là nó xe nào của Honda về là cũng không có tắt đèn hết trơn á. Nên các bạn đừng có lo đi ra ngoài đường ảnh hưởng đến người ta này nọ kiểu. Thì bóng đèn của bên những cái xe mà không có tắt đèn á, người ta đã chỉnh cái bóng đèn nó hơi chúi xuống, chứ nó không còn nằm ngang và chiếu vào mặt người ta nữa. Nên các bạn đừng có lo ha, đừng có lo vấn đề này nha. Đó, xuống đây, đây là phần ổ khóa nè. Xe sử dụng ổ khóa cơ ha, hai chìa. Ở đây có thiết kế cho mình khóa ổ luôn. Mình gạt lên như thế này là mình khóa ổ nè. Rất là an toàn ha. Mở ra, nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng luôn các bạn. Mở yên thì không còn cái vấn đề mà mình mở yên ở phía sau rút chìa khóa, mà mở yên ở phía sau yên như là hàng quay alpha nữa. Mà nó thế này, ấn vô đây, mở lên đây, ấn vô là sẽ mở yên ra được ha. Rất là tiện lợi luôn. Thì bạn nào nếu mà muốn lắp một cái bộ chống trộm bên mình thì có hai loại, một loại 900 ngàn là thẻ từ, màu xanh tròn tròn thì mọi người hay sử dụng á. Ịnh vô trong đây thì nó sẽ khóa ổ từ ha. Rồi bạn nào mà muốn sử dụng cái loại chip khác, bên mình có hai bộ, một bộ 900 là một bộ 1,2 triệu, thì các bạn có thể lựa chọn những cái mẫu xe, những cái dòng chống trộm đó để mình bảo vệ chiếc xe mình đó, đi chơi hay này nọ kiểu, mà vô chỗ khuất tầm nhìn một cái mà sơ suất một cái là mất chiếc xe rất là uổng ha. Chỉ cần bỏ ra 900 ngàn tới 1,2 triệu để mình bảo vệ được chiếc xe mình mấy chục triệu đó. Rồi qua đây, đây là phiên bản màu đỏ. Thì cái phiên bản bên kia đó, nó đã dành cho những bạn mà có sự trẻ trung, thì ở đây phiên bản này thì dành cho những cái cô chú, những anh chị nào mà có cái độ tuổi mà tầm trung rồi á, đi rất là nhu và nhã nhặn ha. Đây đó, cực kỳ đẹp luôn. Màu đỏ này các bạn có thể nhìn ở bên ngoài nha, ở trên màn hình đó các bạn nhìn có thể là nó sẽ không được đẹp, nhưng mà các bạn nhìn ở ngoài á, nhìn cực kỳ đỏ và nhìn rất là đẹp luôn, không cái nào chê vào đâu được. Và bên cửa hàng mình có lên cái cặp mâm nè, cặp mâm màu bạc nè, rất là đẹp luôn các bạn. Thì các bạn có thể thích cặp mâm này thì mình có thể sử dụng cặp mâm này để gắn cho chiếc màu đen hồi nãy, nhìn sẽ đẹp chiếc xe hơn đó. Rồi thì mình đã cập nhật xong cho các bạn tất cả những cái vấn đề về giá bán, chi tiết chiếc xe ha. Thì bạn nào có muốn mua xe thì cứ liên hệ bên mình ha. Đây là cái bộ chống trộm nè, bên cửa hàng mình đã gắn vào đây các bạn đợi mình tí nha. Đây là bộ chống trộm mà có cái remote, thì bộ này là 1,2 triệu ha. Còn cái thẻ từ kia thì bộ 900 đó, có cái thẻ này nữa các bạn, cái thẻ này ịn vô nữa đó, cực kỳ đã luôn. Xe này thì đã được lắp vô, thì bạn nào mà muốn mua xe thì muốn lắp bộ chống trộm đã có xe rồi, thì bạn nào mà đã có xe nhưng mà chưa có bộ chống trộm thì có thể lên trực tiếp cái cửa hàng mình để mình lắp cái bộ chống trộm đó ha, để mình bảo vệ chiếc xe của mình. Rồi thì trả góp. Thì dòng xe này mình thí dụ mình nói chẳng là 25 triệu thì các bạn trả trước cho mình khoảng 20-30%, chỉ cho vòng 5-7 triệu thôi, xách chiếc xe về đi ha. Đi trước đã, hậu quả tính sau, tiền nợ tính sau, trả từ từ, đi làm cày cấy trả từ từ ha. Đó, còn trả có số tiền dư giả hơn 50% thì khoảng từ 13-15 triệu thì các bạn có thể lấy được cà phê gốc mang về luôn. Đó, trả càng nhiều thì mức lãi suất của mình càng thấp ha. Còn trả ít quá như là 5-7 triệu các bạn đem về trả về, đem xe về đi á, nhưng mà trả mức lãi suất nó sẽ cao, trả nhiều, trả càng nợ càng nhiều thì cái lãi suất nó sẽ càng cao, nên các bạn lưu ý vấn đề đó. Bạn nào mà cần chiếc xe gấp để mình đi thì 5-7 triệu mình dắt về mình đi, rồi hậu quả tính sau, nợ tính sau, trả từ từ. Còn nếu mà bạn nào mà tài chính dư giả chút xíu thì mình khuyên các bạn nên để dành được 50% tổng giá trị chiếc xe thì mình hãy mua ha. Rồi thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn yêu mến mình thì cho mình xin một cái nút đăng ký và một cái nút chuông nha. Nhớ nha các bạn, phải nhấn cái chuông ha, để khi mình ra video thì các bạn có thể cập nhật được cái thông tin của chiếc xe mà các bạn mong muốn chờ đợi để xem nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.